Tâm ơ, bà trà, kinh pháp cú, 21. Không phóng dật, bất tử, phóng dật, phải sinh tử, không phóng dật, không chết, phóng dật, như chết rồi. Không phóng dật, bất tử, mindfulness is a path to the deathless. Phóng dật, phải sinh tử, unmindfulness is a path to death. Không phóng dật, không chết. Those who are mindful do not die. Phóng dật như chết rồi. Those who are not mindful are as if already dead. Mindfulness, danh từ, chú ý, tập trung, không phóng dật. Path, path, danh từ, con đường. Deathless, deathless, danh từ, bất tử, không chết. Unmindfulness, unmindfulness, danh từ lơ đãng, không tập trung, phóng dật. Death, cái chết. Mindful, tính từ, chú ý, tập trung, chánh niệm. Die, chết. As if, như thể. Already, đã rồi. Không phóng dật, bất tử. Mindfulness is a path to the deathless. Phóng dật, phải sinh tử. Unmindfulness is a path to death. Không phóng dật, không chết. Those who are mindful do not die. Phóng dật, như chết rồi. Those who are not mindful are as if already dead. Kinh Pháp Cú 22. Biết rõ sự thật ấy, kẻ trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui trong cõi thánh. Biết rõ sự thật ấy, clearly understanding this, kẻ trí không phóng dật, the wise who are mindful, hoan hỷ không phóng dật, rejoicing being heedful, an vui trong cõi thánh, and enjoy the resort of the noble ones. Clearly, trạng từ, rõ ràng. Understand, hiểu. Wise, thông minh, the wise, kẻ trí. Mindful, tính từ, chánh niệm, tập trung, không phóng dật. Rejoice, rejoicing, hoan hỷ với điều gì. Heedful, tính từ, chú tâm, chánh niệm, không phóng dật. Enjoy, động từ, hưởng thụ. Resort, khu nghỉ dưỡng, miền đất. Noble, tính từ, cao quý, quý tộc, đáng kính phục. Noble ones, bậc đáng tôn kính. Biết rõ sự thật ấy, clearly understanding this, kẻ trí không phóng dật, the wise who are mindful, hoan hỷ không phóng dật, rejoicing being heedful, an vui trong cõi thánh, and enjoy the resort of the noble ones. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.